các dự án xã hội và tình nguyện viên. Câu lạc bộ kiến tạo địa cầu thành phố Hà Nội, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, là thành viên của diễn đàn kinh tế thế giới, quy tụ các gương mặt trẻ năng động, có nhiều thành tích về khởi nghiệp trên các lĩnh vực cùng những cá nhân xuất sắc, với nền tảng được thừa hưởng từ các tập đoàn kinh tế lớn như Vang Group, Biteco, VPBank, Vina Capital được thành lập với tôn chỉ kết nối và khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển bền vững và tích cực của đất nước. Qua 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực dịp này câu lạc bộ đã ra mắt nền tảng số dành cho các dự án xã hội và tình nguyện viên với mục tiêu cung cấp nguồn lực về vật chất và sức trẻ cho các dự án thiện nguyện cộng đồng trên phạm vi cả nước